Để đăng được một bài viết trong CCK thì anh em có thể làm theo các bước sau. Bước thứ nhất là mình chọn vào cái phần create article đây. Giao diện sẽ hiển thị ra cho mọi người nhìn thấy là sẽ gồm có phần tiêu đề này, nội dung này, thư mục ảnh. Đây giả sử mình copy luôn một cái bài báo mình vào phần trí đi. Ví dụ copy đoạn này, copy mình đưa vào tool đây, mình thả vào đây. Đoạn này là kỷ luật cán bộ đấy, ví dụ trường hợp như thế này. Mình sẽ chọn một cái thư mục chứa ảnh để sau này tool nó sẽ lấy cái ảnh ra làm, ví dụ trong cái thư mục này có 10 cái ảnh thì Tùn sẽ lấy ngẫu nhiên một cái ảnh ra để làm cái việc đăng bài lên. Đây, mình chọn random ảnh này. Cái này chọn random icon. Random icon thì trên tool này sẽ mặc định là sẽ thêm một cái phần icon vào ở dưới cuối bài. Nó sẽ có cái phần icon. Bài này chia ra hai dạng là status hoặc là post. Post thông thường thì mình chọn đây. Status thì mình chọn này. Nhưng bài status thì mọi người lưu ý ở chỗ này thì nội dung là ngắn thôi nhá, chỉ có vài câu thôi. Cái bài, bài thường nó mới dài, cho bài starter thì có màu thì nó rất là ngắn. Sau đấy mình chọn nút save. Ok, vậy đây ví dụ như này này, mình đang có hai bài này. Đấy, mọi người thấy hai bài không? Có hai bài. Tool lúc viết thì mình chỉ cần bài thôi. Đây nếu kích phải chuột, không thích bài nào thì xóa lên. Ví dụ cái bài này bài bài cũ rồi, mình xóa đi. Ok, một bài đây. Đấy, mình chỉ có một bài này thôi. Đây là cấu hình xong cái phần viết bài. Mình muốn cái bài này đăng kiểu như nào thì mình sẽ chọn cấu hình ở đây. Ok, sau khi cấu hình bài xong thì mình chọn những cái nick mà mình muốn đăng. Ví dụ chọn những nick này muốn đăng. Sau đó ấn vào đây và mình ấn nút Start là xong. Ấn nút Start là tool nó sẽ tự mở tất cả những cái nick này ra. Và mỗi nick nó sẽ đi vào phần đăng bài. Đấy, nội dung đăng bài chỉ có vậy thôi.